Hai ngôi mộ này là của chị Sen. Chị làm cho bố mẹ chị ở Hải Phòng và chị Sen bây giờ đang làm việc ở bên Hàn Quốc. Thế thì khi mà điện thoại về cho mình, chị chỉ nói là nhờ cậu tìm giúp cho chị một cái thiết kế nào nó đơn giản nhưng mà phải đẹp, phải chất lượng. Tại vì chị muốn làm cho ông bà hai cái ngôi nhà Vĩnh Hằng nó thật sự là chất lượng và thật sự là ý nghĩa. Thì mình đã tư vấn cho chị ấy là chọn cái chất liệu đá granite grit xanh của Bình Định này để làm hai cái phần mộ. Thì với kích thước là rộng 1m07 và dài 1m92, cái mẫu mộ này thật sự là theo cái cảm nhận của mình ấy, nó là một trong những cái thiết kế rất là đẹp. Cái đẹp ở đây tức là nó là những cái mẫu mộ rất là đơn giản, nó không quá là nhiều chi tiết. Và đặc biệt nữa là nó chỉ được chế tác từ 5 viên đá, thế nên là cái độ bền của nó rất là cao. Cái điều hay nữa là cái đế mộ này, cái đế mộ này là một viên đá liền, thế nên là nó giống như kiểu là nó là một cái rằng ấy, thì là một nó sẽ dàn đều cái lực của cả cái ngôi mộ lên. Và hai nữa là vì được chế tác từ những cái viên đá liền nguyên khối, thế nên là nó sẽ hạn chế được cái việc là xuống cấp theo thời gian. Tại vì tất cả những cái cấu kiện, tất cả những cái viên đá này nó đều rất là dày dặn, nó rất là dày. Ngay cả đến cái bia này chẳng hạn, nó đang dày là 15cm. Đến cái phần chữ này chẳng hạn, là bên mình đang khắc là khắc trực tiếp vào đá đây và khắc bằng CNC, nên là cái chữ này nó rất là bền. Đấy, về lâu về dài thì mỗi một lần ra thắp hương thì chỉ cần là mang theo một cái khăn, sau đó là lau nhẹ một cái là sạch sẽ. Thì cái ngôi mộ này thì chắc là đến khoảng tầm tháng 10 âm lịch là bên mình sẽ chuyển xuống Hải Phòng để lắp. Thì chị có đặt bên mình là một cái lăng thờ này, một cái bình phong và hai ngôi mộ này. Đấy, thì tới đây công trình này rất là đẹp. Thực sự là khi mà chị gọi về cho mình ấy, mình cũng cảm thấy rằng là mình học được từ chị rất là nhiều điều. Chị là con gái của ông bà nhưng mà lại dành rất là nhiều cái sự quan tâm rồi lo lắng. Chị thường xuyên gọi điện về cho mình, chị hỏi xem là Quân ơi, cái sản phẩm mà chị đặt ở bên em thì em làm đến đâu rồi, và nhớ là phải làm thật là cẩn thận cho chị. Thật ra thì đúng là chị không dặn thì em cũng làm cẩn thận, tại vì tất cả những cái sản phẩm mà lăng mộ đá bên em chế tác ấy, thì ngay từ ban đầu đã xác định một cái tư tưởng là những cái sản phẩm này nó là những cái sản phẩm tâm linh, nó phải thật sự là ý nghĩa, thật sự là chất lượng. Vì khi mà các bác khách hàng đã tin tưởng, đã gửi gắm cái niềm tin cho em ấy, thì tất cả những cái vấn đề về chất lượng mẫu mã rồi là sản phẩm ấy, em sẽ đảm bảo tất cả những cái yếu tố đó. Và hiện tại thì ở nhà em đây đang có rất là nhiều những cái phần mộ mà các bác khách hàng đặt trước. Ví dụ như các bác nhìn thấy đây này, những cái ngôi mà bên em đã khắc bia rồi này, và nhiều những cái sản phẩm mà các bác ấy đặt sẵn nhiều lắm. Và đa phần các bác khách hàng ở bên em thì đều là các bác dùng từ là rất là kỹ tính. Thì các bác ấy muốn là có cái thời gian để cho bên chế tác có thể là thoải mái trong cái việc là lựa chọn nguyên liệu và chế tác cho nó kỹ. Thế nên là các bác ấy đều tìm về và các bác đặt trước. Và đến ngày chẳng hạn như là đã thống nhất với nhau để lắp đặt ấy, thì bắt đầu là sẽ chuyển sang công trình để lắp. Đây, ví dụ như những ngôi mộ như thế này này. Như ngôi mộ này là bằng chất liệu đá granite đen Ấn Độ, rộng 89, dài 1m47, là của một ông năm nay cũng là hơn 80 tuổi rồi. Ông đặt sẵn, ông để ở đây. Còn ngôi mộ này của một cái anh đặt, anh này thì cũng ở Ninh Bình. Thì chắc là đến tháng sang tháng 9 âm lịch thì mới lắp. Nhưng mà bên mình đã chuẩn bị trước tất cả. Và đến ngày mà hai bên thống nhất với nhau ấy, thì bắt đầu là mình sẽ chuyển lên công trình để lắp. Ấy, thì mình cũng thường xuyên nói với lại các bác khách hàng là nếu mà các bác muốn làm những cái phần mộ cho người thân ấy, thì các bác nên chuẩn bị trước, các bác dành thời gian, các bác về các bác đặt sớm đi. Và phía bên em chế tác nó cũng đỡ vất vả hơn. Tại vì để làm được những cái sản phẩm mộ đá granite chất lượng cao như thế này thì nó đòi hỏi là phải rất nhiều khâu, từ cái việc lựa chọn nguyên liệu đến cái việc gia công chế tác. Thì mình có thời gian thì mình làm nó kỹ càng hơn, nó sẽ tốt hơn. Đấy, chị xem nhá, khi mà chị xem được cái video này thì chị yên tâm. Hai cái ngôi mộ thì em làm xong rồi, em đang để ở trong cái khu trưng bày ở đây. Còn cái lăng thờ với lại cái bình phong ấy thì em đang làm ở trong nhà máy. Thì tới đây khi mà em làm xong thì em cũng sẽ quay một cái video cụ thể để em đăng lên, thì chị ở bên đấy chị xem chị sẽ yên tâm hơn. Cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn quan tâm ủng hộ những cái sản phẩm của đá Minh Nghệ Anh Quân. Xin cảm ơn, xin chào.